viết giấy rồi anh em nhá. Là em Corolla nhập Nhật đẹp chấm hết đây. Do anh trai ở bên Hà Nội rồi. Em nó lại được mang tên hộ khẩu là Hà Nội nhá. Anh em Sài Gòn mấy này các anh em ở tỉnh khác muốn yêu em nó thì thôi thông cảm nhá. Em nó ở lại Hà Nội do vẫn là gái Hà Nội không đi tỉnh nữa rồi. Đấy, chốt rồi đây anh em nhá. Anh em đang viết giấy đây. Đó. Hôm nay bán chiếc xe này cho anh khách đẹp trai. Đấy, Hà Nội. Anh em nào mà yêu thích cái dòng Corolla nhập Nhật hoặc là dòng xe đẹp thì cứ liên hệ cho em anh em nhé. Đây là Corolla 201, con hàng thư ký đẹp và xuất sắc đấy, bán cho anh trai ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội các anh em nhé. Và đây thì xe đây anh em này, và em còn rất là nhiều xe đây, con này đây anh em nhé, chốt cho anh em là xe này đây đấy, hàng thư ký đẹp xuất sắc, em nó về Hà Nội anh em nhé. Các bác Sài Gòn yêu thích dòng này nhưng mà giả giá nó hơi thấp, bởi vì còn vận chuyển rút hồ sơ nó rất là phức tạp và nhiều tiền. Cho nên anh em nào muốn mua thì phải cố cân đối những cái tài chính cao lên một tí thì em sẽ để cho các bạn được. Các bạn ạ, nhưng mà các bạn giả giá toàn giá thấp, bên giá dưới cái đề xuất nhiều quá cho nên là không bán được các bạn nhé. Thì em chốt cho anh em ở Hà Nội thì em bán con này thì lanh quanh cái cửa tiền là dưới 130. Anh em đang lấy rồi anh em nhé. Thôi để hẹn là khi khác toàn bộ anh em yêu thích những dòng xe khác bên em thì sẽ có dịp để sở hữu những chiếc xe đẹp này sau anh em nhé. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ em. Đấy, em còn rất là nhiều những cái phân khúc khác để cho anh em và các bạn quan tâm đó. Anh em nào yêu thích này, thì có rất là nhiều đây các bạn nhá, Civic này đó, và các dòng xe khác còn rất là nhiều đấy, và em trong này còn rất là nhiều những dòng xe khác nữa đây anh em này. Anh em nào mà yêu thích thì cứ liên hệ cho em để sở hữu tất cả những cái dòng xe đẹp bên em. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm cũng như ủng hộ bên em trong các thời gian qua, và quan tâm đến một em thúc tí như Corolla 201 này, hàng thúc tí các bạn nhé. Và một lần nữa xin cảm ơn anh chị và các bạn, xin cảm ơn. Đấy, bên em chốt chiếc xe rất là đẹp đây, luôn luôn uy tín các bạn nhé, xe đẹp chấm hết luôn, luôn uy tín, tạo lên thành công để cho quý khách hàng yêu thích dòng này. Đó, xin cảm ơn anh chị và các bạn đã ủng hộ bên em, xin cảm ơn.